thật khó để mà nói thật ra những cảm xúc thật là một chuyện đã khác khi xưa quá nhiều sự dối lừa. Cho nên anh chọn cách lặng câm, dù có thể may mắn cứ chào rằng chào rằng chào rằng cảm xúc khi anh chợt thấy em trong cô đơn. Yeah, khóc đi mà. Tựa vai anh khóc đi mà. Đó chính là nơi mà em từng ghé đi qua. Đến khi mà em vừa lạnh lùng bước đi ra, khắp ngôi nhà chỉ còn lại là bóng tối. Và anh vẫn đang nơi đây khi anh thấy hai giây quên mùi đang ngang cay trong trí nhớ có hình bóng người. Chẳng thể nào quên một đi dâu có đi châu Phi hay là ở sau đi. Anh chẳng thể nào mà giấu đi. Baby, nhiều khi thật khó để mà nói thật ra những cảm xúc thật là mọi chuyện đã khác khi xưa quá nhiều sự dối lừa. Cho nên anh chọn cách lặng câm. Dù có thể may mắn cứ chào rằng chào rằng chào rằng cảm xúc khi anh chợt thấy em trong cô đơn. Quá cô đơn, đôi mắt ngày càng thấy khô hơn. Oh yeah. Thiếu bó chân, em có thể nào giúp tôi không? Oh yeah. Đi tìm một người khác tốt hơn. Oh yeah. Có đôi lần ngồi một mình và hối hận. Sao mình không thể nói hết những thứ đã khiến con tim mang bao vết xưa. Sao mình không thể ngừng lại hành động ngốc ngay dù kết quả thì đã biết chưa. Sao mình không quên lời nhau hàng giờ mơ lòng